bạn thân mến Hello các em, xin chào các bạn Ngày hôm nay rất vui khi được quay trở lại cùng với các bạn ở trong phần livestream này Và chị là Minh Hiên đây <laughs> Được không nào, gửi lời chào tới chị nhá Ok, ui, well, chị cảm ơn rất nhiều Lan Nguyễn Cảm ơn em vì lời chúc mừng ngày 20 tháng 11 rất là sớm Cảm ơn em nhiều nhá <laughs> Chị lúc nào cũng yêu đời hết Chị nghĩ rằng là chúng mình dù sao thì cũng chỉ có một ngày hôm nay thôi Vậy thì tại sao không lựa chọn là ngày hôm nay trôi qua vui vẻ thay vì cứ u sầu đúng không? đợi mọi người đã nhỏ chẳng cho các bạn vào gì cả <laughs> đợi các bạn đi vào một chút xíu nha ok không vào cùng học nào Ấy <laughs> già có tâm ghê đấy đúng không nhiều bạn là còn muốn giấu chị Hiên đi cơ <laughs> Rồi hello game. Được gần 200 bạn rồi Học đi chị Mình có tác lần 2 luôn à <laughs> Ok xin chào các bạn Xin chào 220 bạn đang xem phần livestream của chị Hiên Ở trong buổi tối ngày hôm nay và cho chị gửi lời chào tới tất cả các em nhé Một lời chúc ấm áp tới các bạn trong buổi tối Hà Nội khá là lạnh lẽo và mưa nhiều như thế này Trong một ngày trời không khí âm u như vậy và thời tiết lạnh lẽo như vậy Chị nghĩ rằng là chúng mình cần có một cái liều thuốc để sưởi ấm cho nhau Và đó là lý do tại sao chị xuất hiện ở đây, được không ạ? À? Cùng với các bạn <laughs> Chúng mình sẽ cùng với nhau chia sẻ một số những cái kiến thức về văn học Và chị hy vọng rằng là cái video clip ngày hôm nay sẽ giúp các bạn sưởi ấm trái tim Trước tiên thì chị muốn lắng nghe các bạn trước Dạo này các bạn thế nào? Bởi vì khá là lâu rồi ấy Thì uh, chị uh, không có hỏi thăm các bạn Dạo này các em thấy thế nào? Ôi <laughs> em vẫn vào kịp à? Ừ, chị chào các bạn nhá Dạo này các bạn cảm thấy thế nào? Học hành có khiến các em mệt mỏi không? Hả? Học hành có khiến các bạn cảm thấy mệt mỏi không? Ôi em hai k hai thi lại à? Ừ, chị rất không phục những bạn sẵn sàng thi lại Bởi vì chị nghĩ rằng các bạn ấy sẽ phải là những người có quyết tâm phải 200% Chứ không phải là 100% nữa À ok, chị xin chào các bạn nhé Xin chào các em Nghe chị nói là ấm lắm rồi à, thật không đấy <laughs> Chị cũng hy vọng là như thế sưởi ấm trái tim cho nhau trong mùa đông lạnh giá này Đúng không? Ok, xin chào Thu Trà Xin chào các bạn Nào, trả lời câu hỏi của chị một chút xíu nào Dạo này các bạn cảm thấy thế nào? Ừ. Hello Lâm Anh, xin chào em Xin chào Phương Anh, xin chào Cẩm Ly Rất là nhiều bạn bây giờ thì mới bắt đầu vào xem phần livestream Hả? Các em dạo này tình hình sao Ôi cảm ơn Thanh Hà nhiều lắm nhá Một lời chúc tiếp theo ngày 20 tháng 10 dành cho chị À lớp 11 chuẩn bị thi giữa kỳ môn văn à Ôi trường em thi khá là muộn đấy đúng không À may quá may em kiểm tra văn một tiết luôn Ok chuẩn luôn Em vẫn tốt lắm chị ơi vậy là tốt rồi Thảo Nhi mệt lắm chị ơi à À chị đã bắt đầu nghe thấy các bạn bắt đầu chia sẻ rồi đấy Đúng không Chị đã thấy bắt đầu các bạn chia sẻ rồi đấy ừ, Tại sao lại mệt mỏi thế nhở tại vì chị thấy là cuộc sống này ấy thì thật ra ai cũng sẽ phải gồng gánh rất là nhiều thứ bản thân các em bây giờ ấy thì ở trong thời điểm này ấy chị nghĩ rằng là các bạn chỉ cần làm thế nào để chúng mình có thể đảm bảo được việc học cân bằng giữa việc học thôi đúng không ạ? thế nên đừng mệt mỏi nhá chị tặng cho các bạn một cái câu thơ này là một cái câu thơ chị rất là thích của một tác giả à, nguyễn thiên ngân đó chính là em ơi đừng yếu đuối một tẹo thôi đã buồn làm sao đi đến cuối giữa cuộc đời đau thương được không Ôi sao lại có được 5,5 văn giữa kỳ thôi à? Thôi không sao Mới là giữa kỳ thôi mà Mình còn cuối kỳ và thì thi quan trọng nhất là kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia cơ mà Đúng không ạ? Nên các bạn đừng bỏ cuộc nhá Được không? Hãy nhớ rằng là chị lúc nào cũng ở đây đằng sau các em Và đẩy các em về phía trước Nên là đừng bỏ cuộc À em biết điểm xong muốn chết lên chết xuống à? Thấp quá hay sao? À việc trường nhiều quá À chị biết rồi À em bị ốm à Th Vậy thì hãy chăm sóc sức khỏe cho thật tốt nhá À, xin chào bạn Đức Quân 2K2. Hello em. Rồi, rồi chị, chị xin chào các bạn nhé. Ok. Chị thấy đổi cách gọi của mình một lần là cô được không ạ? <laughs> chị thì thích là cái khoảng cách của chị em mình gần hơn. Thế nên là cái cảm giác mà có một người chị lớn cảm giác vẫn thân thiện hơn đấy. Được không? À, cậu cũng thi lại à. <laughs> Mấy đứa ơi, cố gắng lên nhá. Lại em 2K2 vào xem để thi lại thật không đấy? Chị thì chị nói rồi, các bạn 2K2 mà thi lại mà quyết tâm theo đuổi ước mơ của mình thì chị rất trân trọng Nói thẳng thắn là như vậy Ừ, thế thì cố gắng lên nhé Thúy nhá Hello Bảo Nam, chị chào em nhá À mai em thi văn không có gì phải lo Ôn thật tốt rồi thì đâu có gì để phải mình lo nữa đâu đúng không Ôn thi đã mệt lắm rồi Nên thôi đừng đừng lo lắng nữa nhá Được không ạ Ok chị chào Nhật Quỳnh, xin chào em Ôi sao lại cảm thấy bất lực là như nào à, Hi cô Hiên à, Cô xin chào các em nhá Cô xin chào các con, được không <laughs> rồi chị ơi đất nước ôn những phần nào hả chị em không biết ôn phần nào ý ôn hết đi chứ còn gì nữa <laughs> rồi hello thanh trúc rồi bây giờ mà để chào các bạn thì chị nghĩ là chắc là chị phải chào đến đêm mất được không ạ à? rồi ok xin chào chi đinh xin chào em bây giờ thì chúng mình sẽ cùng quay trở lại với nhau luôn nhá được không lại quay trở lại cái chủ đề của ngày hôm nay là trong một cái buổi mà Hà Nội rất lạnh giá và mưa nhiều như thế này Thì chúng mình sẽ sửa ấm tâm hồn cho nhau bằng cách là hướng dẫn nhau ghi nhớ về những thông tin tác giả trong chương trình ngữ văn lớp 12 Và chị nghĩ là cái này thì các em cũng hoàn toàn có thể ứng dụng được cho các bạn học lớp 11 hay lớp 10 đều được nhá bởi trang văn mà 8 điểm, 8 điểm là đáng ngợi khen rồi Chúng mình sẽ cố gắng ở những bài tiếp theo Linh nhá Rồi ok, xin chào Dương Minh, xin chào em À, thế à chắc dưới ôi không sao không sao không sao mình làm chưa tốt bài này mình có thể làm lại mà nhá đừng 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 quá suy sụp các em nhá rồi em mê chị quá chị cũng mê các bạn lắm thực sự đấy chị cũng mê các bạn mê mẩn các bạn <laughs> rồi các em ơi quay trở lại cùng với chị chưa rồi ok chúng mình sẽ cùng bắt đầu bài ngày hôm nay luôn nhá để không mất thời gian của các bạn không các bạn lại bảo là ôi cái bà này nói chuyện nhiều quá các bạn thân mến, bây giờ chúng mình sẽ cùng với nhau, chị sẽ hướng dẫn cho các bạn cách ghi nhớ về thông tin tác giả. Chị thường làm một cái bảng như thế này ạ, và nếu được thì các em có thể làm giúp chị một cái bảng như thế này nhé. Cái bảng của chị sẽ bao gồm những cái thông tin như sau ạ, số thứ tự. Tên tác giả. Từ khóa. Và một đoạn văn về tác giả. Ok em, ok em Hãy làm giúp chị cái bảng này Bởi vì chị nghĩ rằng là đây sẽ là Một cái cách rất là tốt để chúng mình theo dõi Được không ạ? À? Đây sẽ là cái cách rất là tốt để chúng mình theo dõi Nhá Còn nếu như mà bạn nào mà lười quá ấy, Thì chị có một cái lời khuyên cho các bạn Là các bạn có thể lựa chọn sách của chị Được không ạ? À? Bộ sổ tay văn học Ôi, lần đầu em được 8,5 văn á Hạnh phúc lắm luôn á Cố gắng lên nhá Hôm vừa rồi chị cũng thấy có rất là nhiều bạn nhắn tin cho chị rằng là chị ơi, em được 8,5 văn em được 9 văn giữ kỳ, ôi em hạnh phúc lắm. Được không ạ? Nhá, chị 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 cũng vui về điều đấy lắm. Các bạn ấy bảo là chưa giờ em được cái số điểm như vậy cả và em rất là hạnh phúc chị ạ. Chị nói chung chị chị, chị cảm thấy những cái những cái tin nhắn đó là những cái gọi là là vàng là kim cương của chị luôn ấy và chị cực kỳ hạnh phúc. Thế nên đây chị đang muốn nói là nếu như những bạn nào mà lười mà không tự làm với cái bảng này thì các em có thể tham khảo sách của chị nhá, tham khảo bộ số tay văn học, tham khảo cuốn săn 8 cộng, tham khảo tuyển tập 40 bài văn hay để chúng mình có cái vũ khí chúng mình còn chinh chiến chứ, chứ một mình chúng mình đi ra biển lớn mà không có thuyền, không có không có cán treo, không có những cái đồ ăn thức uống gọi là uh, những cái mang theo thì cái cuộc hành trình của chúng mình làm sao mà đi lâu bền được? Đúng không? Nhá. Rồi, ok các bạn ơi, nào quay trở lại cùng với chị Hiên. À bạn Minh Phương là học sinh trong lớp online của chị. Được 8,5 văn đúng không? Cố gắng cố gắng nhá. Rồi nào, bây giờ sẽ bắt đầu ví dụ nhá. Chị sẽ hướng dẫn các bạn này, hướng dẫn các bạn này. Số 1, ở đây ví dụ chúng mình có tên tác giả là tác giả Quang Dũng đi. Được không? Các em phải tự ghi thì các bạn mới nhớ được. Được không nào? Lời khuyên của chị là như vậy. Các bạn phải tự ghi thì các em mới nhớ được. Còn nếu như mà không các bạn mà không tự ghi, chị cam kết là không bao giờ các bạn nhớ được. Ok chưa nào? Rồi từ khóa chúng ta có thứ nhất về Quang Dũng là gì nhỉ? À chính xác là một nhà thơ đa tài này. Đúng chưa? Từ khóa số 2, đó là gì nhỉ? À đây là một nhà thơ tiêu biểu trong thơ ca kháng chiến chống Pháp. Ok chưa ạ? Rồi tiếp tục này, nhà thơ này thì đề tài thường viết là gì nhỉ? À viết về người lính và quê hương Người lính và quê hương xứ đoài mây trắng của mình Đúng không ạ? Và chúng ta thấy rằng hồn thơ của nhà thơ Quang Dũng Được phát họa bằng bốn cái từ như sau Đó là hồn hậu, phóng khoáng, lãng mạn và tài hoa Ok chưa ạ? Và Quang Dũng là một trong số những nhà thơ Mang trong mình cái cảm hứng lãng mạn anh hùng được không nào? Các bạn ơi đấy, chúng mình chỉ đưa ra những cái từ khóa rất là ngắn gọn như vậy thôi. Thế sau đấy thì chúng mình sẽ bắt đầu viết một cái đoạn văn về Quang Dũng. Tại sao chị thì chị lại khuyên các bạn là nên viết những cái đoạn văn về Quang Dũng? Bởi vì chị nghĩ rằng là đây sẽ là cái cách mà các bạn dễ nhớ nhất luôn, được không ạ? À? Đây sẽ là cái cách mà các bạn dễ nhớ nhất nếu như các bạn không tự viết được thành đoạn văn nhá Thì đến khi mà các bạn viết vào trong bài Các bạn sẽ bị kiểu giống là Ôi mình nên viết cái ý nào trước tiên đây Thế thì bây giờ thay vì cái việc là mình mất cái thời gian để mình suy nghĩ như vậy Thì mình sẽ viết luôn thành một cái đoạn văn về tác giả Ok chưa nào? Ví dụ Trong nền văn học Việt Nam hiện đại Quang Dũng được biết tới là một nhà thơ đa tài À, viết văn, vẽ tranh, soạn nhạc, thứ gì người nghệ sĩ này cũng làm giỏi cả. Thế nhưng Quang Dũng vẫn bị được bạn đọc biết tới trước tiên với tư cách của một nhà thơ. Ông là một trong số những cây viết tiêu biểu của thơ ca kháng chiến chống Pháp, đặc biệt là trong giai đoạn đầu. Và đề tài người nghệ sĩ này thường lựa chọn trong những tác phẩm của mình là đề tài về người lính và đề tài về quê hương xứ đoài mây trắng của ông. Hồn thơ của nhà thơ Quang Dũng mang trong mình nét hồn hậu phóng khoáng lãng mạn và tài hoa. Và ông chính là một trong số những đại diện tiêu biểu của hình ảnh nhà thơ chiến sĩ mang trong mình cảm hứng lãng mạn anh hùng. Ok không? Các em ơi, đơn giản không? Các bạn thấy đơn giản không ạ? Các bạn thấy đơn giản không? Quá đơn giản luôn chứ không phải là đơn giản. Nào, các tình yêu bé nhỏ, thấy đơn giản đúng không ạ? Chị nhắc lại thêm một lần nữa nhá Được không? Chị nhắc lại thêm một lần nữa nhá Nào, trong nền văn học Việt Nam hiện đại Nhà thơ Quang Dũng được biết tới về hình ảnh của một người nghệ sĩ đa tài Viết văn, vẽ tranh, soạn nhạc Thứ gì người nghệ sĩ này cũng làm giỏi cả Thế nhưng Quang Dũng vẫn được bạn đọc biết tới trước tiên với tư cách của một nhà thơ Ông là một trong số những tác giả tiêu biểu của thơ ca kháng chiến chống Pháp và đề tài mà người nghệ sĩ này thường lựa chọn là đề tài về người lính và quê hương xứ đoài mây trắng của mình. Hồn thơ của Quang Dũng mang trong mình bốn nét đặc sắc, đó là sự hồn hậu, phóng khoáng, lãng mạn và tài hoa. Và ông chính là một trong số những cái tác giả tiêu biểu của thơ ca kháng chiến chống Pháp giai đoạn đầu mang trong mình cảm hứng lãng mạn anh hùng. Được không ạ? À? Chính xác đấy chúng mình nên làm như vậy, chúng mình nên soạn một cái bảng như vậy thì chị nghĩ là cái việc ghi nhớ và cái việc tức là chúng ta sẽ ghi nhớ khoa học hơn đấy, đấy cái vấn đề chị hướng tới là như vậy. chị thì chị hướng tới là cái việc là chúng ta sẽ ghi nhớ khoa học hơn, được không nào? chị thì chị muốn là là chúng mình sẽ hướng tới cái việc là ghi nhớ khoa học hơn, ok không? nhá thế nên là là thay vì cái việc là chúng ta học một cái kiến thức về các cái tác phẩm nó dài kinh khủng luôn, thì bây giờ chúng ta chia nhỏ ra thành từng phần, sau đó chúng ta học, hiểu với chị ông ạ. À? Nhá thì đấy là trước tiên tác giả Quang Dũng. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với tác giả số 2. Các em thích tác giả nào nào? Chị sẽ chiều các bạn nào. Các em thích tác giả số 2 là ai đây? Các em muốn tác giả số 2 là ai đây ạ? À? Nào các bạn muốn tác giả số 2 là ai? Các em muốn tác giả số 2 là ai nào? Số 2 nhá. Nào cho chị một cái gợi ý xem nào. Các bạn muốn tác giả số 2 là ai đây? Còn nếu không muốn thì thôi vậy Dỗ ok Xuân Quỳnh nhá Chị thấy mấy bạn đầu tiên đang nói là Chị cho em một số những cái Đang nói là chị cho em một số những cái thông tin về Xuân Quỳnh đi À Nguyễn Tuân thì có quá trời Thứ để nói và thứ để viết luôn Đúng không ạ Rồi trước tiên này Đây là một người phụ nữ sinh ra trong cuộc đời Với sứ mệnh yêu Và làm thơ Đúng không Rồi đề tài này người nghệ sĩ thường khai thác Đề tài mà người nghệ sĩ này thường khai thác là thơ viết cho thiếu nhi và thơ viết về đề tài tình yêu. Đúng không ạ? Giọng thơ mang một cái giọng thơ rất là gần gũi. giản dị. Được không? Đôn hậu. Thể hiện những cái khao khát yêu thương và cũng hàm chứa trong đó những cái chăn trở âu lo được không nào và đây là một trong những cái tác giả tiêu biểu của thơ ca kháng chiến chống mỹ được không đây là một trong số những cái tác giả tiêu biểu của thơ ca kháng chiến chống mỹ được không ạ à? rồi và chúng ta thấy rằng là xuân quỳnh thì còn viết vừa viết báo và vừa làm thơ nữa cơ xuân quỳnh là ai đấy à là vợ của nhà thơ nhà viết kịch lưu quang vũ phải không nào thế thì ở đây chúng mình sẽ có một cái phần đoạn văn viết về xuân quỳnh như sau đó là gì ạ trong nền văn học việt nam hiện đại nhà thơ xuân quỳnh được biết tới với hình ảnh của một người phụ nữ sinh ra với sứ mệnh trong cuộc đời là yêu và làm thơ với chị tình yêu chính là sức mạnh giúp chị vượt qua mọi phong ba bão tố trong cuộc đời chị khát khao sống khát khao yêu và có thể làm tất cả mọi điều để bảo vệ tình yêu và hạnh phúc của mình trong sự nghiệp cầm bút trước đó thì xuân quỳnh đã bén duyên với nghiệp múa ngay từ khi còn nhỏ thế nhưng sau này sau như thế nhưng sau này chia sẻ lại thì xuân quỳnh nói rằng đến một thời điểm xuân quỳnh cảm thấy ánh đèn sân khấu không còn đủ sức hấp dẫn với chị thế nên chị đã chọn cách là dừng lại để bắt đầu cầm bút làm thơ và viết báo Xuân Quỳnh để lại ấn tượng trong lòng độc giả với những bài thơ viết về đề tài thơ viết cho thiếu nhi và thơ viết về đề tài tình yêu. Với một cái hồn thơ gần gũi giản dị, đôn hậu tựa như hơi thở, khao khát yêu thương nồng cháy, thế nhưng vẫn điểm ẩn trong đó vẫn hàm ẩn trong đó là những khắc khoải âu lo về sự mỏng manh của tình yêu, sự phôi pha của thời gian tuổi trẻ. Và uh, Xuân Quỳnh chính là một trong số những thi phẩm, chính là một trong số những thi sĩ tiêu biểu của thơ ca kháng chiến chống Mỹ. Được không? Cái mới các bạn hiểu không ạ? Thì chị nghĩ rằng là đây sẽ là một trong những cái cách rất là tốt Để các bạn có thể ghi nhớ được về thông tin những cái tác giả Được không nào? Trước tiên là các bạn phải vạch ra cho chị về những cái ý chính đã Sau đó các bạn sẽ tự diễn đạt lại thành cái lời văn của mình Được không ạ? Trước tiên là tự diễn đạt lại Sau đó chúng mình sẽ tự viết lại Chúng mình sẽ trau chuốt lại Thì cái câu văn của chúng mình dùng từ ngữ nó sẽ hay hơn rất là nhiều À chị đọc lại một lần nữa đi chị Ok chị sẽ đọc lại cho các bạn nhé trong nền văn học Việt Nam hiện đại Xuân Quỳnh được biết tới với hình ảnh của một người phụ nữ sinh ra trong cuộc đời với sứ mệnh để yêu và làm thơ với chị tình yêu chính là sức mạnh để chị bước chị để chị vượt qua mọi khó khăn thử thách trong cuộc đời chị khát khao sống khát khao yêu và có thể làm tất cả mọi thứ để có thể bảo vệ tình yêu và hạnh phúc của chính mình Đề tài mà Xuân Quỳnh thường lựa chọn viết là đề tài thơ viết cho thiếu nhi và thơ viết về đề tài tình yêu. Trước đó thì ngay từ khi còn nhỏ, Xuân Quỳnh đã bộc lộ những cái năng khiếu nghệ thuật và bén duyên với nghiệp múa, thế nhưng sau này theo chị tâm sự thì đến một thời điểm, Xuân Quỳnh cảm thấy ánh đèn sân khấu không còn đủ sức hấp dẫn với chị và chị đã chuyển sang việc làm báo và viết thơ đó cũng là lúc mà những vần thơ của xuân quỳnh ra đời mang trong mình một cái hơi thở gần gũi giản dị đôn hậu tựa như hơi thở khao khát yêu thương thế nhưng ở trong đó vẫn hàm ẩn những sự âu lo chăn trở về cuộc đời về sự mỏng manh của tình yêu sự phôi pha của tuổi trẻ và xuân quỳnh chính là một trong số những tác giả tiêu biểu của thơ ca kháng chiến chống mỹ được không nào ok không các bạn ơi được không được không à có nhiều lời bình lắm nhưng mà bây giờ thì chị không biết là bắt đầu với các bạn bằng những cái lời bình như thế nào chị thì chị khuyên các bạn là các bạn có thể tham khảo khóa học online của chị hoặc là các bạn có thể tham khảo uh, sách của chị sắp tới chị có một cái khóa học online rất là xịn đó là cái khóa cốt văn đấy Đấy là cái khóa mà chúng mình sẽ cùng với nhau luyện viết, rèn viết để cho cái trình độ viết bài nghị luận của các bạn lên một cái level mới. Thế nên nếu như bạn nào mà muốn tham gia học cùng với chị trong một cái học phí rất là tiết kiệm và trong một cái thời gian cũng rất là tiết kiệm mà lại đạt được cái kết quả tốt nhất. Thì chị nghĩ là các bạn có thể nhắn tin cho em in fanpage học văn chị Yên ngay. Và có thêm một cái ưu đại nữa cho các bạn mà hình như các bạn chưa biết. Đó là chúng mình có thể đăng ký theo nhóm 3 người để giảm cái tiền học phí xuống đấy. Được không ạ? Tức là ba bạn sẽ đăng ký cùng góp ghép thành một nhóm và đăng ký thì cái học phí của mỗi bạn sẽ giảm xuống đấy. Nên là chị hy vọng là sẽ sớm được gặp các bạn ở trong cái khóa học cốt văn vào tháng 12. Đây là cái khóa học cốt văn đầu tiên trong năm nay tiếp nối cái thành công của khóa cốt văn từ năm trước. Được không nào? Còn buổi tối ngày hôm nay thì trong khuôn khổ chị chỉ có thể giới thiệu với các bạn đến đây thôi. Nếu như các bạn cần thêm thông tin về tác giả nào thì các em có thể comment lại tại bài viết này và chị có thể làm một cái buổi làm một cái bài tổng hợp để có thể up lên cho các bạn tham khảo nhé. Buổi tối ngày hôm nay chị Hiên cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã dành thời gian cho chị. Chúc các bạn của chị sẽ có một buổi tối thứ hai thật là ấm áp bắt đầu một tháng mới rồi. Chị chúc cho các bạn thật nhiều nhiều thật là nhiều những cái điều tốt đẹp. Tháng này là tháng mà dành cho những người thầy của chúng ta đúng không? Tháng này là tháng dành cho những người thầy của chúng ta đúng không? đúng không nào và chị mong là à, chúng mình sẽ có thể à, lúc nào cũng như thế lúc nào cũng có thể tin tưởng vào cuộc đời và cố gắng học hành thật là chăm chỉ được không ạ nhá các em có thể góp thành ghép thành nhóm ba người để chúng mình giảm học phí nhá ok không nào được không lưu ý điều đấy nhá tháng này như chị đã nói là cái tháng để chúng ta bày tỏ cái sự tri ân của chúng ta đến với những người thầy những người cô đúng không ạ và chị mong rằng là bản thân chị thì mong rằng là các em sẽ luôn luôn giữ được những tình cảm tốt đẹp đó bản thân chị cũng vậy chị cũng có những người thầy rất đáng trân trọng và đó chính là những điều tuyệt vời nhất mà chúng ta có được ở trong cuộc sống này đúng không rồi gửi tặng các bạn một bài hát ừ, cần tác giả nào thì các bạn cứ comment tại đây nhé có một nghề bụi phấn phủi đầy tay Người ta bảo là nghề trong sạch nhất Có một nghề không trồng hoa trên đất Nhưng lại để cho đời những đóa hoa thơm